Rồi bữa nay mình sẽ quay thực tế cho anh em con xe này. Con xe này nó rất đặc biệt, nó lạ mà nó ngầu mà nó rẻ nữa. Giá chỉ có 70 mấy triệu thôi, là XSR CB300 là ra chuồng gà hết, 400 phân khối. Mà gọi là một chiếc xe gọi là 400 phân khối mà ABS luôn. Rồi thì con xe này á, dành cho những em trên 1m65 nha. Dưới 1m6 thì chống chân nhón lắm đó, tại con xe này nó to, nó bề thế lắm. Nhưng mà so với 400 phân khối thì nhẹ. Thôi bây giờ mình chạy nha. Tiếng bô rất là hay. Rồi leo lên đây, leo lên xe quay anh nè. Qua đường, qua đường. Mọi người cho em qua đường đi. Ngồi rất là đã luôn. Phải nói là cực kỳ thoải mái. Rất là thoải mái luôn. Nhẹ lắm. Cảm giác đi con này nó nhẹ, nó sướng hơn CB300 nhiều luôn. Còn XSR là không có cửa luôn. Anh em nào mà đã đi con này rồi thì anh em biết nha. Đây là Benelli 400. Đây là con Benelli 400 nha anh em nha. Ngồi tướng ngầu mà nó đã lắm. Thoải mái. Thấy không? Rất là thoải mái. Rồi, cái này hôm qua mình đã trải nghiệm nhiều rồi. Thì thôi để mình kiếm một cái chỗ nào đó mình dừng lại mình chia sẻ review cho anh em luôn. Ngồi rất là đã, đi ngoài đường bao ngầu luôn. Nhìn giống găng tơ điệp viên 007. Rồi dừng ở trên kia mình quay clip review luôn. Đó chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó. Đây nè, ok. Ở đây nè mình. Rồi rồi. Rồi xuống dưới quay luôn nha, không cắt ghép nha. Clip này là không cắt ghép gì hết nha. Rồi. Con này là mình đã trải nghiệm đi đường tối, đi đủ thứ đường, đi tùm lum đường hết. Quay bên đây qua. Xe này á, mình vô review em cũng đã là một người trải nghiệm nè, bữa nay vô review luôn đi. Ủa, chiếc này giờ nhiêu con? Dạ chiếc này có 70 mấy triệu thôi chú. Dạ. Bao nhiêu phân khối? 400 phân khối. Xe mới nó tới 100 mấy chục triệu rồi, mà xe cũ thì rẻ. Nhìn nó lạ lạ hay hay thôi chú ha. Con cũng thấy hay hay nên bữa nay con đem ra đây con quay nè. Dạ 400 phân khối. Có ABS luôn. ABS đầy đủ. Mà đi nó êm lắm, tiếng bô nó giống như tiếng bô của mấy ông giao thông vậy á. Nhưng mà nhìn đẹp đó. Thấy không? Cứ nghe tiếng bô giống như tiếng bô của mấy ông giao thông vậy á. Mà đơn giản là 400 phân khối ta. Dạ đúng rồi. Nó bự chứ, nhìn vậy nó cao không chú, ngồi thử đi, nó cao, nó hầm hố lắm á, xe nó hầm hố cực kỳ. Nhưng mà nhìn nó thấy nó gọn á. Dạ. Mới là 100 mấy hả? Dạ, 100 mấy á. Dạ. Nó hiệu gì con? Dạ Benelli 400. Rồi thì con xe này á, cái điều đầu tiên á, là nó nhúng rất là êm đúng không Bình? Đúng không? Đi rất êm, biết sao êm không? Quay chỗ này nè, chỗ này nó có cái lò xo nè. Dạ dạ, chỗ này nó có cái lò xo nè, đó thấy không? Rồi ở đây có cái phuộc nữa, phuộc này nhúng êm rồi, chỗ này nhúng cái lò xo khi mà em qua ủ gà là nó rất là êm. Thiết kế hay là vậy đó. Còn tiếng bô thì nó hay rồi, bô nguyên cây inox là đẹp rồi. Tôi quay lại. Rồi còn cái đèn này là ban đêm là rất sáng luôn, khỏi còn gắn chợ sáng. Không còn gắn chợ sáng nha, cái đèn này là không còn gắn chợ sáng. Tại hôm qua mình đi ban đêm mình test là nó rất là sáng, cực kỳ sáng luôn. Em đề máy cho. Đó, đèn rất là sáng, chiếu qua bên kia luôn, chiếu tuốt ruột qua bên kia vẫn được. Là người ta thiết kế sẵn là mình khỏi còn gắn thêm ba cái đèn chợ sáng vô á. Còn cái chìa khóa cực đẹp thôi, chìa khóa mà đi ban đêm mà người ta tưởng là dao bấm không anh nè. Thấy không? À. Nó gọn á, mình gấp lại gì mình bỏ túi hay là mình làm gì đó. Đó ra mình hù người ta. Y như là đó. Cái hệ thống chiếu sáng là cực kỳ ấy, cực kỳ sáng rồi ha. Thì ở đây á là đã trang bị ABS nè. Tầm giá tiền này anh em mua con XSR thì nó đâu có ABS đâu anh em. Còn CB300 thì nó xe cũ nó vẫn mắc hơn. Và con xe này một cái điểm đặc biệt là đi không nóng. Cái độ nóng của nó ngang cái con
con 110 thôi. Cái con 110 nè là con này máy xì rút 110 nè, là nó nóng ngang thôi, là mình đi mình cảm nhận đó nha, là nó nóng ngang con đó. Tại vì cái con này 400 phân khối nhưng mà dòng tua rất là thấp, nó máy nó chỉ có gần 20 mã lực thôi. Khi mà anh em mà mua con này về anh em chạy cỡ 100 tới 120 đồ đó thì nó rất là sướng, nhưng mà anh em chạy lên 130, 140 thì nó sẽ hơi gần máy chút xíu. Còn anh em mà chạy cỡ 100, 120 thì nó êm lắm, nó êm sướng, nó mượt lắm, kéo là có đúng không? Mà nó mượt, nó lướt. Đây hôm qua chạy, bữa chạy thử mà leo đèo rồi chia sẻ kinh nghiệm thôi. Bữa đi kẹt xe lên dốc xuống dốc rồi nó êm gu à, mượt nó êm. Mà mượt mà không nóng, thích cái là đi trong Sài Gòn không nóng. Đúng rồi. Đó, đó. Em tưởng đi kẹt xe mà nóng hay về nóng luôn. Anh cũng nghĩ là xe này nó nóng mà cuối cùng nó không nóng. Và cái con xe này á là leo đồi, leo lề, rồi lạng lách, kéo đề ba có hết luôn. Bữa em kéo anh kéo đâu lại đâu. Này nó người ta thiết kế sẵn là cái chỗ mà để anh em đi xa nè, là có thiết kế để đồ sẵn luôn nè. Đó. Rồi cái này yên người ngồi sau rất là thoải mái luôn. Cái yên này rất là to. Nhìn cái xe ở ngoài rất là bề thế. Nó bề thế lắm. Rồi cái chỗ này người ta thiết kế anh em có thể treo cái giỏ hay là cái gì đó, là thiết kế sẵn nha, cái này là thiết kế sẵn hết. Treo một cái giỏ hay cái gì đó. Và con này nó chỉ có 5 số thôi. Nó không có 6 số, nó 5 số thôi. Đi không có nóng, bình xăng rất là to. Anh em đi để hôm qua giờ đi nhiều á, con này nó không có hao xăng lắm đâu. Qua đi quá trời luôn mà mất có 2 cục á. Đi quá trời luôn. Bình xăng con này mình chưa có coi, nó chắc cũng tầm đâu đó hôm qua bơm tầm 10 lít á. 10 lít. Nói chung con này bền lắm anh em, thiết kế kiểu này là bền lắm. Nếu mà không bền thì hôm qua mình chạy mình cảm nhận là rất là bền. Xi nhan thì cái kiểu này nó cổ điển nha, anh em cũng biết rồi. Đó, còn pha dưới đèn led là chút hiện đại, chút cổ điển. Ở bên đây cái đồng hồ đó nè anh em. Một chút hiện đại, một chút cổ điển nè. Đây là chính giữa đây là báo xăng nè. Đó, báo xăng. Còn mấy này là cũng có mấy cái báo lỗi, báo số giống như xe thường vậy. Này báo xăng, báo số đầy đủ nè. Trên đây là báo số nha anh em. Chỗ này là báo số, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 nè. Chỗ này nè. Số 1, 2, 3, chỗ này số mo nè. Còn này theo kiểu cổ điển nè. Cái này báo odo nè. Thấy không? Nó vẫn cổ điển mà nó vẫn hiện đại, đầy đủ thông số hiện đại luôn. Em thấy hay không? Cổ điển mà hiện đại luôn. Còn cái này là dán vô nha anh em. Dán vô là ta tưởng chai ùm không à. Ta không biết là Bentley đâu. Ta tưởng là chai ùm không à. Hồi tối anh đi là mấy người kia tưởng chai ùm không à. Nói con này đẹp vậy, chai ùm hả? Xong anh nói ra bảy mấy triệu ai cũng hết. Con này bán cho em anh em bảy mấy triệu thôi nha anh em nha. Anh em nào thích thì cứ liên hệ mình. Xe biển số Sài Gòn và 8.000 cây thôi nha anh em. 59A3 nha. Biển số Sài Gòn 8.000 cây. Con này là sản xuất năm 2020. Đó, xe cũng đời mới, chạy rồi Vivu luôn, chạy bao đẹp. Đâu em mét 6 em ngồi thôi. Nè, mét 6 với lại 1m7 nè. Đó, thì vô ngồi thử thì nó sẽ hơi nhón nha anh em. Chạy Vivu luôn. Ôi, đớt cái non rồi. Đó. Bao mét luôn ha. Mà chạy em chạy vẫn được, nhưng mà phải có kinh nghiệm, nếu như mới chơi thì nó hơi chơi vơi. Mới chơi thì chạy không có được đâu. Tại con này nó đầm mà, nó nặng theo kiểu đầm á. Nặng theo kiểu đầm chứ nó không có nặng quá. Đây là cái bô rất là hay, cái bô đẹp lắm. Quay thấy cái bô không? Cái bô cực kỳ đẹp luôn. Cái bô này khỏi cần độ chi cho nhiều. Bô đã ha. À. Rồi ok. Dạ. Dạ. Nặng dữ không? 100 ngoài ký không? Hơn á. Gần 190 mấy ký á. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Cái này xây chắc lên nổi quá. Đúng rồi. Chị thích lắp đã. Ai nhìn thích á, con này ai nhìn ở ngoài cũng thích á, kiểu nó hầm hố bề thế á, chạy nó không có lỗi thời, nó gì rồi lỗi thời nữa. Chạy đi bình thường được, đi nhậu đem nó theo là bé à. Đúng rồi. Chạy lên đâu có chạy nổi. Dạ. Rồi à, mấy triệu rồi. Dạ, đúng rồi. 150 hả? Đâu này 400 lận anh. 400 rồi. Đó, đó là giá mình bán á, anh em nào thích thì cứ liên hệ cho mình nha. Số điện thoại 0916640653 hoặc tới trực tiếp 106 Trần Văn Kiểu, phường 10, quận 6 để... mua xe nha anh em. Rồi ok anh em, bye bye anh em. À quên, con này dung tích nó là 2 lít. Dung tích nhớt nó là chỉ có 2 lít thôi nha anh em nha. Đó, ok anh em. Dạ rồi. Dạ, đúng rồi, chính xác luôn. Báo đúng giá luôn.
Rồi bye bye anh em. Ha, anh em đi quay mà ai cũng thích đó, ai qua nhìn cũng thích luôn, là anh em hiểu là cái độ đẹp của nó ở ngoài.